cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương. Đâu rồi? Đi nào đây? Ôi,
cái đường chính thì không đi, đường chính thì đi đâu ấy? Mà đền Trần. Đền Trần à? Ô, đền Trần nhá. Đền Trần Thái Bình. Thái Bình nhá. Thái Bình có đền Trần. Ở đây à? Chị đi đường này, đền Trần Thái Bình. Về đền Trần Thái Bình. Ở chỗ này là khu này à? Vâng. Đền Trần nó ở ngay bên phải này. Đi vào đền Trần đi. Đi quay nó đẹp ấy. Đây hình mang cả mảnh kìa. Cái đâu mà có một view đéo đi đâu, tí mình phải biết sâu ăn cái gì về chả là hỏi đưa phút người ta hỏi là thầy gì đó em thấy nhá. Được chưa vậy? Được. Ok, ốc thầy nói thằng này biết chả là ấy ốc tí em bảo Linh ơi Linh, cái này là cái gì ăn biết sao vậy? Để ý lưng nhau Ngọc Quyền. Anh thấy kìa, còn ngồi trước kia quay ai ngồi ngược đấy. Người ta quay đi đường vào ấy, lại quay đường ra. Ai chỉ đạo. Cái này chưa được. Thế cái chị người ta bỏ là một ngày lễ nghĩa một chuyến đỏ lên riêng rồi nhé. À, cảm tưởng nơi lúc này của anh Ninh kìa, anh Ninh. Cảm tưởng thôi, lúc này thấy rất là dòng sông Yến này mát, xanh và mát. Có cảnh rất là hữu tình đẹp. Này mà đi trên tình yêu quá đẹp không? Đấy, quá đẹp luôn. Đây dòng sông này thôi, dành cho tình yêu vào đôi nữa. Em bây giờ bé lắm, với tuổi 15. Em còn bé tí với anh ơi. Hai bên này 4 người. Mom thật đi quay Bye.
không? Các anh các chị còn mua cái món gì này? Đây là cái gì? Mua gì đây? Xin chào. Xin chào cả nhà. Xin chào. Mình đi bảo hôm nó đi mới bọn đấy là bọn chỗ làm em à? Vâng. Nó ở là có mỗi mình nói một con bé bỏ tiền ra đi cáp ra còn toàn đi bộ ấy. Đúng rồi, toàn đi bộ đấy. Lần trước bọn em đi bọn em biết rồi. Cáp bao tiền lần? Người cứ đi bộ. Chồng tám rồi không dám đi. Ừ, thật. Cứ vợ chồng nhàng sáng còn chả bỏ tiền ra đi đi bộ ấy. Cái thằng ấy giàu mà nó cũng khổ nhỉ. Hôm đấy cả lắm. Đéo ai như cái bọn này xuồng thì đi xuồng máy rồi. Ăn thì cái nhìn ấy thì thích là ăn. À. Thế nó tốc đi à? Dạ không. Tấp không. Tấp không bao giờ đi. Cứ dù không bao giờ tấp đi. Tấp đây là không bao giờ tấp đi. Nếu tấp dù em đi cơ. Ừ. Thì bảo thì là đi ngay. Tấp đi rồi đúng không? Chưa. Tấp. Mỗi mai đi thôi. Tấp tấp phải khóa đi với đội mình. Tấp chỉ đi đội mình rủ đi luôn. Cây ở đây cũng cao mọi nhỉ. Đi Việt Nam em lại ghế lòng nó quen rồi. Kéo đi cái loại bình thường. Không đi cái loại, không đi cái loại Việt Jack. Xuống lên đi mẹ, thằng nào xây nhà xây không xây kệ mẹ chúng mày. Quay người đi, quay ba cái em cái phỏng vấn em đi cáp xem nào. Cảm giác của anh vừa đi cáp và ngồi cạnh vợ anh như thế nào? Người cạnh người yêu. À, giới thiệu mọi người đây là bạn gái em. Em vừa quen lúc sáng nay. Hồi hộp và em rung động mà các cũng lại rung em. Cảm thấy tâm hồn nó sao xuyến. Thế cho chị hỏi là em tán bao lâu thì cái cây bên cạnh nó mới đổ? À, nó mới ngã thôi chị, nó chưa đổ được. À, vì nó phải gặp bão mới đổ được. Con này trông thường đấy mà sao kiêu thế? Kiêu dã man luôn. Con này trông tầm thường này, con phải quạt tiêu. Cho nó mới tán thế này chị này. Ê, số em là số hưởng. phải cho anh ý để nó được. Bọn em là dân tộc Mường, tức là mày tao nó có quen rồi, không như anh các anh các chị là dân tộc Kinh. Kinh được các anh chị ở trên miền Xuôi. Còn phỏng vấn cô này thì nãy giờ cứ cười không, không làm gì à? Bỏ nó ra nào. Em này có người yêu chưa? Em chưa, tìm mãi mà chưa thấy anh nào đến. Ngoài em đi một mình à? Ngoài em đi cười. Một mình đấy. À. Thế chị giới thiệu cho em một người nhá. Không nghe mặt nhưng mà phải đúng ý em cơ chị. Cái thằng, à. có cái thằng mà 8 giờ chỉ nhìn thấy răng ấy. Không nhìn người đâu. Thế rồi mới tìm được người. Ê, cái này mất điện cái toàn nhìn thấy răng. Đi có một tí thôi mà đã rồi. Thích yêu thằng đấy không? Em quen với người đưa đón rồi. Ôi kìa, tôi đi đoạn lên đây. À đây ạ. Đi bộ đây.
Cào. Đấy, hồi xưa đi bộ đấy. Dạ, lên chỗ cao kia cơ mà. Nó đi lên men theo cái khu nhà này đúng không? Vâng, đường đi này. Nhà dọc đường. Nhìn kìa kìa, đường đi nữa kìa. Cái hàng quán, cái nhà hàng quán. Đúng rồi, phục vụ bà con đi. Cái hàng đi quán, à. Cứ dãy hàng quán là nên. Đang đi đi. Đấy, đấy kìa. Đây là bây giờ mình. Bây có giờ khi mình... nào mà rơi điện thoại lên nó có mình làm sao? Một chẳng cát này thôi. Bình thường. Một chẳng cát chứ còn mấy chẳng. Đi xuống nữa thôi. Đi xuống. Lẽ ở đây xong là xuống là về luôn. Đúng rồi. Đi rồi không nhớ? Mười mấy năm sao nhớ được. Rồi, tôi... đi ra có xe, đi có cáp treo không? Đấy, đi ra có cáp treo, xe chứ còn đi cách đây 5 rồi, năm rồi, còn anh đi rồi, chị còn đi có rồi, nhưng mà chị mười mấy năm rồi. Đi mười mấy năm rồi. Rồi anh Tán ấy, cô bên cạnh anh đi mấy lần đến đây rồi? Dạ, thế anh em đi khoảng 3-4 lần. Mỗi lần là đi là Tán. Mỗi lần đi thì là... Một em khác nhau. Không phải một em nữa mà một con khác nhau. Cái con này nó nói chỉ được cái đúng. Chuẩn quá. Lúc cái con tóc dài xong rồi bữa sau lại con tóc phải nói này, số em nó vất vả. Mỗi lần thì phải dẫn người khác đến thì cho người ta biết chứ người này biết rồi thì người chưa biết. Đúng rồi, chị em nhớ, cũng giúp đỡ người ta thôi. Chị nhớ cái hôm đi ra Đồ Sơn chưa, bà đấy bà còn thấy lạ thầy. Chị em mình ra không biết lạ bà. Không, nhưng mà chị nói em nghe đấy là số em, chị nó cũng vất vả. Đúng đấy. Mà. Nó khổ đấy. Đấy. Không sung sướng gì đâu. Khổ lắm. Thật bảo mãi mãi một tình yêu thì nó nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Thế chị hỏi lúc con đen con trắng thì nó có cái gì khác nhau? À, có đứa thì đầu nó dễ ngôi, có đứa thì nó để đầu bằng. Máy có đứa thì nó sum sủm như kiểu rau thơm. Có đứa là đầu chọc không? Có, vì nó trượt thì nó thành đầu chọc. Mẹ đéo biết có phải triệt hay không, đéo có các cô nó bảo triệt mẹ mình. À, các cô người nhà ta gọi là cô Mao. Tam Mao. Tam Mao có tóc. Đéo mẹ đến lúc gì về đấy đen như là cháy. Bây giờ đứa nào nó không có nó bảo triệt biết làm sao chị nhỉ? Biết làm sao? Nó vòng vòng lên đây. Ngày xưa ông Tình với bà Hằng cứ bảo là phải cho vợ ông Dũng đi tắm biển để kiểm tra. Xem có dâu không à? Tới đây đây này. Nhào bộ cũng nhanh đi chứ. Thầy mẹ em vẫn đầu soi gương, nhỏ nhỏ cái đôi gà cao, em đeo cái dài im đao, quần lên áo the mới, tay em cầm chiếc nọn quay thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói em bây giờ mới tuổi 15, em hay còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này mọi người khắp cũng quá thẹn thùng, em không nói nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao,
ăn kia ơi. Giờ đi qua sông này mọi người khách cũng quá thẹn thùng, em không nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Giờ đi qua sông này mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Rồi thì em gọi nha. Bây giờ là chị đi đến là đồi nhà anh bán. Ông kia anh xem tôi khỏe bói nhanh Ninh nhá. Đứng được đâu được chồng tôi nhá. Đây coi chồng tôi này. Đứng rồi cái cơ đấy. Đứng rồi. Tí lớp nào. Tí lớp nào kia. Đấy chỉ chỉ như thế, chỉ đi chỉ đi. Đây đấy. Đang vào cái hòn trống hòn tay, đá. Tay đu ra, tay đu tí nữa mới được. Đây à. Đây á, đu nào. Đấy chỉ cao lên tí nữa. Đấy rồi đi trời. Rồi, ok. Đi ăn chơi đúng rồi. À, đây là kính 50.000 đô, đại bàng Hải Phòng 45.000 đô. À, qua đây tôi mua đấu giá. À, kính này bình thường là trị giá của nó khoảng 100 đô. Theo đấu giá nên là 500 đô mà bây giờ mới có sở hữu được cái kính này. À, cô biết cho nên là nó hạ giá. Hạ giá. 50.000 đô. Ờ, nó dịu hơn. Hay lắm rồi, dịu hơn. Ở đây có người ảo đấy. Sông này người ta vẫn đánh cá mà. Rồi, hôm nay chúc sức khỏe chị em. Hôm nay chị em uống rượu vang trắng thôi chứ đừng vang màu thì thôi. Hello nè. Màu hẹn từ khác. Xin mời cả nhà. Ok. Đang ngồi cạnh Su Yến, bên hông Su Yến, trên chiếc đèn trình. Linh để cái đáp án mà. Đèn trình, đèn trình hay là chùa trình thì đúng. Bến đục. Đèn trình. Đây là chiếc đèn trình. Đang ở bến đục. Nhưng ngoài gọi chùa trình mà
đấy là một chùa. Dạ. Đấy là chùa, sao để đền Trình. Ai gọi chùa Trình? Cá ngon. Giọng hò